Bông ngắm các em nhìn này, mát và bông vô thơ thế thôi. Thì sợ tí nó sẽ bị nhã ra đây. Để sao? Bởi vì cho tuyết vào đây mà. Trời ơi. Chỉ biết xung mỗi người một nửa nhé. Cầm. Em lấy cái này. Mà Su bạn ấy chỉ biết chơi kiểu như thế thôi, bạn ấy không biết chơi đâu em. À, rất là thích các em thôi mà em. Không hề dính luôn các em nhé. Và thứ hai là cái tuyết của chúng ta không hề rơi. Su lại Su nhìn nhé. Nhìn thấy không? Ôi đấy. Wow, các em ơi thích kinh luôn, điển luôn này. Đó. Em nhìn thấy không? Yeah. Cháu bạn xong rồi thôi đấy, để đấy đấy các em. Em biết không, cứ thấy tuyết là mê mẩn lên đấy. Theo như yêu cầu của các bạn thì hôm nay chị sẽ làm slime tuyết mây cho các em nhé. Rồi xua như tù thông bán hết cả mọi người chị rồi. Các em ơi, đây là tuyết này. Tuyết là bọn chị đã pha sẵn rồi. Tuyết này là chị đã mua gói tuyết của Nhật ý. Hay là thôi, cái tuyết nào này chị mua của Nhật. Và cái tuyết này là tuyết bạc ấy nhé các em nhé. Mà cái gói mà hôm trước chị chơi, chị làm người tuyết đấy. Và hôm nay chị sẽ làm slime tuyết. Này, chị đã chuẩn bị sẵn rồi. Chị nên là theo sớm. Được, thì chị sẽ cho, để bạn Su cho tuyết. Và hôm nay chị sẽ làm hết cái gói này luôn. Bây giờ nhiệm vụ của bạn Su là chỉ có ngồi chơi với tuyết thôi. Còn chị sẽ làm slime. Đó, các em ơi. Cho em làm gói. Được, chị sẽ cho em làm. Đây là keo sữa. Cho em ngoái nhá. Được không? Được, chị sẽ cho em ngoái. Với một điều kiện là em phải ngoan nha. Vâng ạ. Không ngoan mà chị không cho ngoái đâu. Đây các em này. Để cho em cho tuyết lý. Không, chúng ta phải làm xong slime nó mới cho tuyết được. Em biết rồi. Ủa chết rồi, đấy các em nhìn thấy không? Cái gói này nó hơi bị to. Đó. Các em ơi, các bạn hỏi chị là có rất nhiều em hỏi chị là chị mua kem sữa ở đâu, chị mua ở trên mạng ấy. Chị cũng không nhớ là mua ở shop nào đâu, nhưng mà 40.000 một gói này. Và một gói này thì chị nhớ không nhầm là chị làm được rất là nhiều lần. Và lần nào các em nhìn ấy, chị làm rất là to ở kem Subi ấy. Đấy. Mà đến là bây giờ cũng bắt đầu mới hết được một gói này, nó cũng khá là nhiều. Còn cái dao cạo râu thì chị nghĩ là ở cửa hàng tạp hóa nào cũng bán. Thì nó cũng không khó lắm. Cái này thì các em không cần phải mua những cái loại xịn, nó các em mua loại bình thường cũng được, hoặc là xịn của ba, nếu mà ba nào dùng ý thì các em có thể cho vào, hoặc là nếu mà không có thì các em cho keo sữa. Nhưng mà chị khuyên cáo các em là không dùng mấy cái sản phẩm như thế thì chị sợ nó sẽ ăn tay nhiều hơn. Và chúng ta mua cho bọt sản phẩm cũng được, mà không thì cũng không sao. Mà còn đâu là màu thì chúng ta có thể dùng màu thực phẩm, hoặc là chúng ta có rất là nhiều cách để làm màu. Còn chị vẫn làm với dung dịch rơm miệng các em nhé. Và chúng ta sẽ phải pha ra với nước một chút, thì là như thế thì chúng ta sẽ keo làm slime của chúng ta sẽ mềm hơn. Đó. Chị phải làm thật hết cho nó đỡ phí. Sau khi làm xong chị đảm bảo bạn Su sẽ chơi từ bây giờ đến tối luôn đấy. Chị có biết em thích chơi cái gì nhất không? Slime đúng không? Nhà mấy hộp chơi suốt ngày các em. Lúc nào cũng thế mà em. Chơi và vẽ đấy là điều mà bạn Su thích nhất những cái ngày cuối tuần của em ạ. Kể cả cho bạn ấy đi chơi, lên phố chơi thì bạn ấy cũng muốn rẽ vào cửa hàng nào đấy để bạn ngồi và tô tượng. Mặc dù nhà chị thì các em biết thì cũng rất là nhiều tượng thôi. Đây các em nhìn này. Đó, kem sữa vào bây giờ chị sẽ cho này. Cho nhiều đấy. Đấy. Bông bông rồi. Chị cũng không cho nhiều đâu, vì vậy mà nọ này của chị gần như nó có nguyên đấy các em. Bởi vì cho rất ít rồi. No, đừng. Đấy, và bây giờ chúng ta cho thêm một chút nước vào nữa cho mềm với các em nhé. Đây cái này thì để chị ngoái, vì nó sẽ nặng hơn rất nhiều. Đây các em nhìn này. Trắng tinh luôn. Rất thích. Và trong lúc mà chúng ta ngoái như này chúng ta có thể cho màu. Bởi vì mà mây mà nên là chị đã chuẩn bị màu xanh. Mây đáng nghe là màu trắng chứ. Màu xanh nó đẹp em. Màu trắng thì nhìn nó hơn. Đây là em. Em nhìn thấy chưa? Trời ơi, gì vậy trời? Tóc Hú duyên. Tóc của em, của anh là. Em nhìn này, nó rất là mềm chưa? Rất là mềm đúng không? Chúng ta có nên cho một ít màu xanh nữa không thôi? Nó nhạt quá không? Nhạt thế này vừa rồi ấy. Cho em một chút thôi nha. Không! Một giọt thôi nhé. Hai giọt đi. Đó, cho nó đậm màu cho đẹp. Đây các em ơi. Và chúng ta sẽ cứ ngoáy nhẹ nhàng lên một lúc thôi, xong sau đấy chúng ta sẽ cho dung dịch rơm miệng vào nhất em nhé. Có rất nhiều những bạn hỏi chị là boac có độc hại hay không, thì theo như chị có đọc qua thì boac không hề độc hại lắm các em nhé.
thực ra nó cũng chỉ là mình cho có một phần rất là nhỏ thôi. Thứ nhất, thứ hai là Prolat thì trong một số đồ ăn ý, người ta cũng cấm, nhưng mà chị thấy là cũng có vẫn được cho ở một cái hàm lượng rất là theo đủ yêu cầu của Bộ Y tế. Vì vậy mà chị nghĩ hạt Prolat cũng không độc, nhưng mà thôi chúng mình cứ mua cái dung dịch rửa miệng này rất là tiện, chúng ta sẽ không phải pha. Còn Prolat thì chúng ta phải pha, cái này chúng ta là hiệu thuốc mua, hiệu thuốc người ta bán rất là nhiều nhé các em nhé. Đây đây này, chúng ta đang thắng bên này, bên trên này nó trên xuống màu xanh, màu trắng, chảo nhau, bùm bùm. Đấy, các em thấy không, khi mà làm slap tuyết một cái như là bạn Su của chúng ta rất là ngoan cực kỳ, bởi vì nếu không ngoan là chị không cho chơi. Nhưng bây giờ bạn ấy ngoan lắm em, đây này nó vẫn dính ở bên trên, chị sẽ phải cạn hết chị. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho dung dịch rửa miệng dần vào những chị đã đổ ra, chị đã pha với nước rồi đây này các em này. Chị mua một lọ này về và chị sẽ đổ vào với nước như thế này để chúng mình làm từ từ. Sư của chúng ta dễ giật mình đấy, cứ giật mình thoát thoát đấy. Đây em ơi, chúng ta cho vào dung dịch rửa miệng một cái mà keo của chúng ta nó kết dính này, nên nó chỉ là kết dính ở mặt bên trên đầu thôi nhé các em nhé. Và trong phía trong của chúng ta chưa hề được đâu. Đấy là dung dịch rửa miệng em. Đấy là cũng dung dịch rửa miệng. Cái này là lọ này là mua nguyên ở ngoài hiệu thuốc, chị chưa pha. Còn cái ở trong cái lọ này thì chị đã pha với nước rồi để cho nó không bị cứng. Nếu mà chúng ta cho trực tiếp vào thì nếu mà em nào đã từng cho thì sẽ thấy đấy, nó sẽ hơi cứng. Đó, bạn Sơn thấy chưa? Bây giờ chị cho em bóp vào tiếp thôi nha. Rồi bóp chị vừa ngoài, giơ cao lên rồi đấy. Nhiều cũng không ai cho nhiều sẽ cứng. Đúng rồi, các em thấy không, chị có một con sen ngồi ngay bên cạnh đó. Chị có nhiệm vụ bóp vô lát để đây nhá. À tôi nhầm, bóp một dung dịch rửa miệng để đây nhá. Lát chị gọi cái là sen chạy mang ra cho chị ngay. Được rồi em. Được dính không? Bây giờ sẽ đến công nghệ của chúng ta sẽ cùng nhau tay mịn được. Không dính mà. Đây chị nhào cho. Khi nào được rồi thì đây rồi. Chị sẽ cho em chơi. Và chúng ta sẽ cho tuyết này. Có thể hơi dính như này. Đấy. Nhiều lúc mà chị tưởng là nó được rồi nhưng mà bên trong của nó vẫn hơi dính em. Đó. Chúng ta phải bóp nhiều một chút nhé các em nhé. Đấy, thì nó sẽ rất là mịn và đanh. Đanh là gì? Đó. Em sợ không dính tí nào không? Em không dính mà. Em không dính hết. Em không dính luôn. Đấy. Em không dính cho chị đã dính. Chị không biết chắc tại da của em mịn. Đó. Em ơi, bây giờ chị sẽ cho tiếp vào đây nhé. Xuống cho tiếp vào đây. Yeah. Bông lắm các em nhìn này. Mát và bông thôi. Thế thôi. Thì sợ tí nó sẽ bị nhão ra đây. Để sao? Bởi vì cho tuyết vào đây mà. Trời ơi. Trộn lên. Xuống cho nhiều quá. Wow. Mềm kinh khủng các em ơi. Đây chính là slam tuyết đây. Slam mây. Mây tuyết luôn. Chúng ta làm cả màu xanh là mây rồi. Và chúng ta cho luôn cả tuyết vào. Wow, các em mới thích kinh khủng luôn. Đấy. Trời ơi, cảm giác là... Wow, dù mốt luôn. Từ từ. Để chị chọn đàn em. Hồi nhỉ? Trời ơi. Rất đàn hồi. À, có ở trong... Kênh Subi chị có làm sở làm mây tuyết rồi. Nhưng cái đấy chị làm từ tuyết mà theo như chị xem ở trên mạng là làm bằng bỉ với các em. Cũng rất là thích. Nhưng mà thực sự là không thể thích bằng cái này được. Cái này nó mềm hơn. Thứ nhất là mềm, thứ hai các em nhìn nhá. Khi mà chúng ta kéo ra này, nó có một cái mạng
tơ này. Đấy, nó đẹp hơn nếu như chúng ta làm từ mỉm của trẻ con. Đó, các em thấy không? Mềm lắm các em ạ. Wow. Và thử sờ nó có cái gì đấy nó. Đây này, các em ơi, sờ nó mịn lắm. Anh quay giúp cho các bạn sát vào đây để các bạn nhìn thấy nhất này. Em nhìn này, đó. Khi kéo ra chúng ta nhìn thấy cả những sợi tuyết luôn. Đó. Su su từ từ thôi em chỉ cầm một ít thôi em. Các em nhìn này. Và nó vô cùng mềm, nó không còn như cái slime bình thường mà chúng ta chơi nữa các em ạ. Em nhìn này. Và chị cảm giác nó sờ nó gần giống như kiểu dạng là cát động lực của chúng ta ấy. Hả? À, mà tơ có dính ở tay em. Ừ đấy, và rất là thích. Mà có mà tơ kiểu gì? Chị chỉ cho thế tuyết thôi nhá. Mà cảm giác mà tơ chứ nè. Tơ đúng không? Măng tơ. Măng tơ thế. Không phải nhện măng tơ. Cái nhện răng tơ. Răng tơ à? Ừ. Em ơi nhìn này. Em thấy không? Đó, nó giống không? Rất là giống luôn đúng không em? Giống như kiểu cát động lực ý. Đấy. Ok em ơi, mà không, nó lại là mềm hơn, xốp hơn cát động lực của chúng ta rất là nhiều. Ôi vì vậy mà chị thấy à, công nhận chơi cái này sướng thật đấy nha. Cát động lực lại. Ôi giời. Rồi xui xui. Nào, chị với em. Xui, tôi cầm. Hai chị em mình cùng cầm. Đây chị bảo. Rồi dính vào tay em thì hả? Tay em này bị dính. Thấy chưa? Cái không, em ơi, cái em nhỏ. Bóp nhiều quá. Phải bóp nhiều mà nó không dính em ạ. À. Đây. À, chị với xui mỗi người một nửa nhé. Cầm. Em lấy cái này. Mà Su bạn ấy chỉ biết chơi kiểu như thế thôi, bạn ấy không biết chơi đâu em. À, rất là thích các em ơi mà em. Không hề dính luôn các em nhé. Và thứ hai là cái tuyết của chúng ta không hề rơi. Su lại Su nhìn nhé. Su nhìn. Nhìn này, thấy không? Ôi ơi. Wow, các em ơi thích kinh ngon điển luôn này. Đó. Em nhìn thấy không? Rất là thích luôn. Hóa ra là chơi với cái slam với tuyết nhân tạo lại thích hơn các em ạ. Chị không tưởng tượng được là nếu chúng ta có tuyết thật nó sẽ như nào nhỉ? Họ ở Việt Nam mình thì không có tuyết rồi. Chờ đến mùa đông nhá, chị sẽ chờ khi nào mà Sapa có tuyết thì à quên. Lạng Sơn nhỉ? Lạng Sơn có tuyết. Chị sẽ phải cố gắng. Năm nay nhất định chị sẽ cố gắng. Nếu mà được chị sẽ nhận ra cái tuyết. Ui, cái mới nhìn là Su đang bóp ra này. Nó mềm lắm ấy, nó cảm giác như kiểu đất nặng luôn ấy. Ừ, giống như kiểu đất lặn ấy đúng không? Dạ. Ừ. Đây này, các em ơi đây này. Chị thử làm đi. Nó cứ hiện những cái hạt ấy lên này. Đây, hạt tuyết này. Đó. Chị thử làm như thế đi. Nhưng các em ơi, chúng ta cho ít thôi, nhưng cho nhiều quá thì chị sợ nó sẽ bị nhãn. Chị thấy như chị thử làm đi. Cái cục này to chị không bóp được em. Đây. Đấy. Trời, thích cực xuôi xuôi không thấy như nào? Rất thích. Thích như nào? Có khác so với slam khác không anh? Khác thích. Nghĩa là cứ bong bong mà là cỏ mà cứ giống như kiểu bằng nhện đấy gì. À, đấy bởi vì bạn Su á, được chơi rất nhiều các loại slam luôn bởi vì chị hay làm đấy các em. Nhưng mà Su thấy cái slam chơi thích hơn hẳn không? Thích hơn. Như này, đó, các em nhìn này, rất là mềm luôn. Đúng là như kiểu chị cũng lần đầu tiên chị thấy là làm cái này sướng hơn đấy. Lần trước chị làm bằng bỉm của trẻ con chị đã thấy thích rồi. Nhưng mà cái hạt đấy có vẻ là nó to hơn và nó cũng mịn hơn. Nó không tạo được cho chúng ta những cái kiểu như này này, này. Cái liên kết này này. Đó. Ừ, như kiểu là nhện răng tơ thật. Em xua ạ, chứ là nhện răng tơ luôn. Đây nhện răng tơ. Này các em nhìn này, đấy. Chúng ta làm, wow giống cát chưa này các em này. Super ơi, đấy. Đây này, đấy. Răng tơ quá các em ạ. À. Không biết rất thích cái chơi chữ các em. Răng tơ quá nó sợ rồi chứ. Đấy và các em thấy không, nó không hề dính. Chị đi đến đâu chị có thể thu được lại hết thôi này. Đấy, em Su của chúng ta đang nhào. Giống cát thì Su nhỉ. Thích cực các em ạ. À. Ôi bảo sao mà chị thấy bạn nào cũng chỉ mê mẩn nên làm slam. Nhưng mà đúng là các em hãy thử một lần làm slam tuyết thì chị đảm bảo các em sẽ không muốn chơi slam nào mà slam tuyết ra. Thích cực luôn, mềm lắm. Và không hề dính luôn. Ban đầu chị tưởng nó dính lắm nhưng không dính như em này. Đó. Cho tuyết vào chơi nó càng mềm luôn. Và những cái slam kia thì nó chỉ là có độ kéo dài tốt thôi. Nó không thể xốp như này đâu. Em nhìn đấy, em nhìn nó chủ của chúng ta chưa? Đấy. À, chị thấy là có rất là nhiều mẹ lo lắng là các em chơi slam này nó sẽ bị độc hại. Nhưng mà
cũng không hẳn là độc hại. Khi mà chúng ta chơi xong, chúng ta sẽ vệ sinh tay chân thật là sạch thì chị nghĩ không có vấn đề gì cả. Thứ nhất, thứ hai là chúng ta cũng toàn làm với những cái vật liệu mà nó rất là đơn giản, nó không hề độc hại lắm. Cho nên là khi mà chúng ta chơi xong, các em nhớ nên đi rửa tay thật sạch sẽ bằng xà phòng các em nhé, thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Bản thân chị thì em chưa cũng hay chơi lắm, nhưng mà chị nghĩ là mình làm như thế này thì không có vấn đề gì cả, nó không có hóa chất hay là dung dịch hay là những cái gì bảo quản cả, bởi vì chúng ta tự làm. Chúng ta chơi một lần chơi xong, chúng ta sẽ cho vào hộp đậy lắp lại, chúng ta có thể chơi được trong vòng 1 tuần đến 2 tuần nhé. Chị thấy nhà chị để nó không hề bị làm sao cả. Nếu như mà chúng ta để gió hoặc là ánh nắng vào thì nó sẽ bị hỏng, đúng không? Còn đâu mà chơi bình thường có chơi được. Đây này, em nhìn đó. Và chị với bạn xin như thế này, có ai không thích chơi không? Rất thích chơi đúng không? Thích cực. Chị vị mà chị thử ăn, chị nặng người tuyết nhé. Ăn đi không? Em ơi, thử làm slam tuyết lặn người tuyết xem sao. Chúng ta sẽ có một chú người tuyết màu xanh, đúng không? Đấy. Em đây. Cái dính này vậy trời. Đó, được rồi. Nhưng mà chị nghĩ là không làm được đâu, bởi vì các em biết đấy, slam chúng ta chỉ cần dựng lên một cái là nó sẽ chạy ra luôn. Nhưng mà chị vẫn muốn thử một lần. Chúng ta cái gì cũng phải thử mà. Không thử thì làm sao chúng ta biết được. Trời ơi, nó đã chuẩn bị trở thành một cái bánh mochi. Dù đã phá mất công trình thế kỷ của chị rồi các em ơi. Vậy thì chúng ta chỉ lên chơi như thế này thôi. Em cũng sẽ làm một chú người tuyết. Ui giời. Ta sẽ không cho người làm được đó nha. Không cho ta làm mà. Em nhé, em hãy thử làm nhé. Thích lắm em. Công nhận thích, các em nhìn những cái hạt của nó này. Wow, mềm lắm. Rồi xem bạn Su của chúng ta có làm được người tuyết không em nhé. Chị sẽ là hòn người tuyết ở trên đỉnh rơi xuống người tuyết của em Su. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.